xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Đức Phật xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, ông K. Cameron Smith, ông có viết cuốn sách là 10 cái điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Chúng ta coi thử mình đứng ở trong tất cả các cái hạng nào đây. Và thứ nhất, ông nói rằng là cái người giàu á, suy nghĩ dài, còn cái người nghèo suy nghĩ ngắn. Đó thì mình không biết cái điều đó. Chắc có lẽ là họ suy nghĩ dài hơn, nhiều hơn. Còn thứ hai, tức là về cái bàn về ý tưởng giàu á, thì bàn về những cái công chuyện giàu, những ý tưởng giàu á, thì người nghèo thường hay nói những cái chuyện đau đau không à, chứ không có quan tâm về đó. Thì chắc có lẽ là suy nghĩ là cũng nghèo rồi, bây giờ có thêm gì nữa cũng nghèo chứ không làm gì được gì. Rồi thứ ba thì người giàu á, họ cấp tiến hơn, còn cái người mà người nghèo á, họ thú cựu. Thì không biết cái đó có đúng không. Rồi chúng tôi thấy rằng là có những cái số người, ví dụ như là ở Việt Nam mà cũng cấp tiến lắm, mà ở Ấn Độ thì cái người nghèo bán cả người giàu để là sống, và cái người giàu lại nhờ cái người nghèo để giàu thêm lên. Còn cái người thứ tư là người giàu thì họ dám mạo hiểm, còn người nghèo thì họ gì an phận thủ thường. Mình biết tự nhiên có tiền không có dám bung ra làm cái này cái khác. Còn cái kia, thí dụ bây giờ mình có người giàu có 100.000 bỏ ra 50.000 làm gì khác, còn người nghèo có 10.000 đâu có dám bỏ ra. Điều thứ năm đó, thì cái đây quan trọng là người giàu học cả đời. Ông ta nói là người giàu học cả đời, còn cái người nghèo học có nữa. Quý vị thấy rằng là như là mấy cái người tỷ phú giàu học cái gì, không phải học về chữ nghĩa không, về học đạo đức, học bố thí, học làm tất cả những việc làm vân vân, học cả đời như vậy. Để điều này là mình thấy cũng ráng cố gắng mà học. Rồi cái nữa là người giàu ở nỗ lực vì lợi nhuận, vì cái lợi nhuận chung hoặc là cá nhân. Nhưng mà cái người nghèo thì họ nỗ lực vì cái đồng lương của họ, thì chắc có lẽ cũng đúng thôi. Nhưng mà người giàu thì họ rộng tay hơn, bây giờ có tiền mà. Còn người nghèo thì họ phải tính toán hơn một chút. Rồi phân tích thì đương nhiên là người giàu thì nó nhiều nguồn thu nhập, còn người nghèo chỉ có một cái thì cái đó cũng đương nhiên rồi. Rồi người giàu thì nỗ lực để lợi nhuận, còn người nghèo thì cố để tăng lương. Rồi cái người giàu là cứ suy tư tích cực, rồi người nghèo thì sống bi quan, giữ cái chỗ bi quan đó. Nhưng mà đây là một phần thôi, thực tế chứ cũng có người họ nỗ lực để mà họ vượt qua cái số phận nghèo. Nhưng mà nếu mà so sánh ở trong cái giáo lý của đạo Phật thì Đức Phật ngài nói rằng là cái một là cái người đó nếu mà họ có một cái điều gì đó trong quá khứ cho nên họ nghèo. Nghèo thí dụ là quản xẻng, họ ăn trộm cắp hay chuyện này khác. Thứ hai nữa là họ không có trí tuệ. Một là cái nghiệp trong quá khứ, hai là không có trí tuệ, cho nên họ không giàu. Còn nếu mà chúng ta có một trí tuệ thì chắc chắn là chúng ta giàu. Đó thì làm sao mà có được cái trí tuệ, thì Đức Phật ngài muốn dạy mà có trí tuệ thì một là ban đầu chúng ta giữ gìn cái tâm mình cho thanh tịnh, tức là không có phạm tất cả những cái lỗi lầm nào hết. Rồi mình nghe tất cả những điều hay đó, rồi mình gạn lọc, mình chắc chiêu lại để mình áp dụng trong cuộc sống của mình. Tập trung là tất cả những cái thứ hay đó, rồi bắt đầu nó phát sinh ra trí tuệ thì bắt đầu mình mới làm tất cả những cái việc đó. Nói như vậy thì là sao? Quý vị người mới đưa một câu chuyện như thế này, nếu mà bỏ thử hai người đó, thử như thế nào? Người thông minh có trí tuệ, hay kéo được cái người ít thông minh có trí tuệ, một người nghèo, một người giàu, thử nếu bỏ ngang hàng như vậy thì họ có ngang nhau hay không? Thì có một câu chuyện như thế này là hai người họ tranh cãi với nhau, nó tự anh làm biếng, anh làm không có đủ nỗ lực, cho nên lúc bây giờ có bỏ hai cái người đó vào trong một cái núi,
cái mỏ than á, một cái anh nghèo á thì anh nỗ lực anh đào một ngày đó anh được một xe than đem ra chợ anh bán. Bán rồi anh mua đồ thức ăn, đồ kỹ, đồ uống, đồ kỹ anh đem về anh ăn uống kỹ rồi anh đi dành chút ít tiền. Rồi qua ngày sau anh cũng đào nữa thì cái người mà giàu kia cấp họ cũng đào nhưng mà đào cũng chập nó mệt, anh nghĩ rồi anh đào nữa. Anh kia nửa ngày đã anh đào đã có một cái xe than rồi, anh về anh hí hai hứng ăn uống đầy, anh kia rồi tới cuối ngày anh mới được xe than. Anh cũng mang ra chợ bán, anh mua tí đồ ăn vừa đủ anh ăn thôi à. Rồi anh về. Thì cái anh mà giàu đó, anh mà nghèo á, anh thấy bằng tiện đào cái ngày mới được một cái xe than như vậy thì giờ nào rồi có đủ ăn uống sung sướng người ta đâu. Quý vị, sau đó cái này sáng sau anh kia cũng tiếp tục đào và cũng vậy, nhưng mà anh này anh ra ngoài chợ anh mới dắt thêm hai người nữa về, anh báo cho hai người đó đào đi, và hai người đó rất là nỗ lực để đào. Thì đào trong một chập đó là có mấy chiếc xe than liền. Rồi anh ta cũng cho trả tiền cho người ta, nhưng mà anh mua ăn uống vừa vừa thôi chứ không nhiều. Rồi là qua bữa sau là anh mới dắt bốn người vô. Quý vị thấy là một tháng là anh đã tìm rất là nhiều tiền, gấp nhiều lần cái người mà không có trí tuệ. Mình biết là có một cái trí tuệ nữa, chứ không phải là tự dưng không. Mà cái trí tuệ đó thì mình vung bòn bằng cách là đạo đức, giữ gìn, định lực vân vân. Như Đức Phật đã dạy cho chúng ta thì cái sự giàu có nó mới có lên được. Thì giờ này xin thỉnh Hòa Thượng chia sẻ thêm đề này cùng đại chúng. Chị Đức Phật xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Thưa quý vị, như Hòa Thượng Phó Chủ tịch đã chia sẻ thì chúng ta thấy cái sự giàu có nó xuất phát từ cái tài năng, từ cái đạo đức, từ cái việc cần mẫn. Nói chung là nó có nhiều cái khía cạnh là khác nhau. Thì nói chung là Đức Phật dạy nó cũng xuất phát từ cái vấn đề nhân quả, bởi vì cũng có rất nhiều người nỗ lực làm việc một ngày có thể 15, 16 giờ cũng cố gắng để nặn ốc làm sao để có thể tích lũy được một số tài sản theo cái mơ ước của họ, nhưng mà cuối cùng thì những cái ước mơ đó không thể biến thành thực tế. Còn có những cái người thì chúng ta thấy là vừa sinh ra thì đã được hưởng một cái gia tài đồ sộ do một cái di chúc của cha hay là mẹ, hay giả là ông nội, ông ngoại chẳng hạn. Họ không cần phải lao lực như là những người khác. Mà cũng có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là người chủ nhân của Facebook chỉ biến chế những cái ban đầu thì anh ta cũng không nghĩ là trở thành tỷ phú, nhưng mà chỉ qua một cái thời gian rất ngắn thì đã trở thành tỷ phú, dù hiện nay thì chưa phải là top của 10 cái tỷ phú lớn trên thế giới. Thì nó có nhiều cái điều mà phải nói rằng là khi chúng ta tìm hiểu chúng ta thấy hết sức là khác biệt. Nhưng mà tất cả những cái khác biệt đó nó cũng xuất phát ở từ những cái giáo lý nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật đã khai thị. Xin thỉnh Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Di Đà Phật, cảm ơn như vị Hòa Thượng, cảm ơn các vị lắng nghe. Thật sự ra giàu thì ai cũng thích, thưa quý vị. Quý ngài cũng đã giảng thì chúng ta thấy ở trong cái giàu á, nó lại phải nương theo những cái người nghèo để họ sống. Các vị thấy như quý ngài đề cập với ông Bill Gates là Microsoft. Ông ta đó là sản xuất từ khi mà Windows 95, 95 là trở thành tỷ phú. Mà nếu mà những cái món hàng đó mà ông không bán được á,
À, thì làm sao mà tỷ phú được mà bán cho ai? Bán cho người nghèo. Ông mới có tiền mà số lượng mà nhiều nhiều chừng nào quá thì á cái được bán cái số tiền cái nó tăng cái tiền của ông đỡ nên thành giàu. Và cái chúng ta thấy rằng là những cái người giàu đó không phải là họ không bỏ công bỏ sức. Họ bỏ công bỏ sức rất rất là nhiều thứ quý vị, giống như ông Bill Gates thì 8 tuổi á là ông đọc cái bách khoa từ điển là những người giàu ở trong cái ông học thuộc lòng luôn á. Và 8 tuổi và cho 90 tuổi là ông ở trong cái từ ba mẹ của ông á, làm chỗ defense system cho nên ông ở trong cái chỗ internet. Trong thời cái đó là chỉ có quốc phòng mới được ở trong cái chỗ đó mà ông học nghiên cứu học học và khiếp lắm. Chứ không phải là nửa trường ông bỏ học đâu thưa quý vị. Ngay cả ở trên trường đại học á thì ổng á học rất là nhiều mà ổng chỉ dự thính những cái lớp mà coi như là những cái vị giáo sư nào là đầy đủ kiến thức thì ổng dùng. Rồi còn những cái lớp của ông ta đó là ổng luôn luôn là ổng đầy đủ làm bài đầy đủ hoàn thành. Thì chúng ta thấy rằng là những cái người á mà giống như quý ngài đề cập và ông chết hoặc là ông Warren Buffett thì ông buôn bán nhà thì ông cũng phải dựa trên cái những người nghèo để ông thành lập cái giàu của ông ta. Là hoặc là cái một ông mới vừa ngài Nguyễn Huy mới vừa nói cái chuyện mà nhờ buôn bán hoặc là lập những cái người khác làm công cho mình để mà có một cái giàu từ cái công nhân đó. Thì chúng ta qua đây qua Mỹ này thưa quý vị cũng có số người Việt Nam cũng rất là hay lắm thưa quý vị, mướn cả một cái công ty và cũng thuê cả 300 công nhân, 200 công nhân người Mỹ, người Mỹ, người Việt Nam, người Đại Hàn vân vân làm assembly, có những người giàu ở đây. Nhưng mà vào một thời gian nhưng mà rồi tại sao bị phá sản, nó cũng có cái nguyên do, cái nhân, cái quả của nó, lý do là bài bạc hay là sao đó. Và thưa quý vị, đa phần là những cái người giàu giống như cái ông tỷ phú Elon Musk thì Tesla, ổng là nhiều khi ông ngủ ông đâu có ngủ đâu, cả đêm ông nằm ông coi tại sao cái những cái đường line, tại sao những cái hệ thống của ổng nó bị hư. Mấy giờ mấy ông trăm kỹ sư chứ mà nhiều khi một ông kỹ sư ông phá cái đường line là nó cũng bị hư máy, hư móc, và hoặc là những cái phi thuyền X chở lên không gian cũng nó bị tai nạn, bị fail, bị nhiều lần bị fail, bị như vậy thì mà nhưng mà ông ta cũng phải kiên trì và quyết định đứng dậy để mà làm việc. Nhưng mà chúng ta thấy những người Việt Nam mình đây nè, những cái người mở những cái cửa hàng ăn uống restaurant thì cũng có số cả hàng trăm người á, nhưng mà một vài người thì được cái bền vững, còn hàng trăm người, 70-80 người kia là cũng bị không có bền vững và họ cũng phải trắng tay. Hoặc là cho một số người nói qua đây làm neo giàu, nhưng mà cái chúng tôi thấy có nhiều người ban đầu làm thợ neo thì còn có thể sống được, mà khi mà có một số tiền chừng 100 ngàn, 50-70 ngàn cái mua cái tiệm neo rồi á, làm ngày làm đêm mà mẹ con vợ chồng mà bỏ bù đầu bù óc ở trong đó, thế mà coi như không đủ cái tiền rent, tiền mướn, tiền này tiền kia thì nó còn nghèo hơn là cái lúc mà đi làm thợ nữa. Thì cũng tùy theo cái phước, tùy theo cái quả của cái mọi cái chúng sanh, mọi con người. Thật sự ra ai cũng muốn có cái sự sống đầy đủ, thế nhưng mà cái giàu á thì do cái phước lành của mình để cho được cái may mắn chứ không phải tự nhiên mà mình có được. Nhưng mà có một cái câu chuyện cũng hay, cái anh kia anh thất thất bại đủ điều cái anh muốn chết, thì có một cái vị
thầy đó mới nói tại sao con muốn chết, nói vì con làm cái gì cũng tiêu tan hết thì bây giờ chết thôi, chứ bây giờ còn vợ còn con nó lo, nó kêu nó réo chứ còn ấy. Nó bây giờ con á, con cái giàu có mà con không thấy được, hỏi giàu cái gì. Nó bây giờ á nè, tao cái tay tao đau nè, thì bây giờ mày bán cái tay của mày đi, thì đưa cắt cái tay của mày, tao trả cho mày 30 ngàn. Nó cắt cái tay 30 ngàn con không có bán đâu. Nói thôi cho bán cho, tao còn mắt tao cũng mờ rồi, tao già rồi mắt tao mờ, tao đổi con mắt. Bây giờ bác hai con mắt đó để bán cho 100 ngàn đi. Nó không được đâu. Cái ông sư ông nói thì đó, con giàu hơn sư phụ nữa chứ đâu phải là có tài sản quý báu như vậy, có sức khỏe đầy đủ như vậy, tại sao phải đi tự tử? Vì thất bại á, là những cái mà mình á, phải trải qua, nhưng mà phải cố gắng, phải vượt qua những cái khó khăn như vậy. Rồi có sức khỏe gì là quý hơn vàng, quý hơn bạc rồi. Như sư đây á, bị tại bại cái tay nè, mắt thì mờ, nó nhìn không thấy nè, đeo mấy cái kiếng mà còn bị rớt lên rớt xuống cái này cái kia. Thì con là có sức khỏe là giàu hơn sư rồi. Có nhiều khi á, mình giàu mà mình không thấy mình giàu. A Di Đà Phật, cảm ơn. Đà Phật cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta thấy cái sự giàu nghèo tiền bạc đó, ngoài cái việc đó ra rồi á, mà Đức Phật Ngài dạy về cái vấn đề cái đạo đức, nó làm cho giàu cái trái tim, nó giàu cái tâm của chúng ta ra. Như là trong trường Bộ Kinh có dạy, một con đường dẫn tới sự giàu có, một con đường kia dẫn tới Niết Bàn. Nếu một tỳ kheo là một thánh đệ tử của Đức Phật á, thì đã hiểu được cái điều đó, vị này không có khao khát sự kính trọng và cái sự mà ở sẽ sống sự ẩn cư. Như vậy thì cái sự đường giàu có đó nó có hai, không phải là tiền bạc không, mà là cái sự tu tập nhiều. Như trong tiểu bộ kinh á, Đức Phật cũng có dạy rằng nếu một người nào đó có hàng đệ tử của Đức Phật, vị tỳ kheo nào đó mà nhận từ thực phẩm mà mình không có chia sẻ cho người khác, thì cái tâm người đó quá nghèo và tồi bại. Cho nên dù một miếng ăn, một cái thực phẩm cuối cùng đưa nữa, thì cũng tìm cách nghĩa là chia sẻ cho người khác. Thì nó mới đem lại nhiều cái lợi ích, và nó mới giàu có cái tâm hồn, con lối sống của tâm hồn rồi tất cả chúng ta. Vậy thì cái sự, những cái tính chất mà cái chê bai, cái sự tham lợi, keo kiệt, mê đắm và vướng mắc cái sự tích trữ đó, thì Đức Phật đã chê bai rất là nhiều. Đó là làm cho cái tâm hồn chúng ta rất là nghèo, nó không có giàu có, nó không có thịnh vượng. Như vậy thì người xưa nói rằng đó, họ nói cũng có nói rằng ai ơi anh ở cho lành, kiếp này không được thì để dành kiếp sau. Không, tức làm tất cả những cái điều lành đó, mà kiếp này nó chưa tới, cái kết quả nó chưa tới thì để dành kiếp sau hướng. Không, bạn ta thường cũng nhắc nhở vậy thôi. Cho nên đối với tất cả chúng ta, cho nên cố gắng làm thế nào đó muốn trở thành những người giàu có, thì ở trong Phật giáo một số người thì đúc kết rằng thứ nhất đó là chúng ta không có mong muốn giàu thì nó giàu có rồi. Thứ hai á, là do cái nghiệp chúng ta đã tạo những gì ở kiếp trước đó, rồi chúng ta phải ăn năn sám hối tất cả những cái lỗi lầm đó thì nó giàu có. Thứ ba, vì nghèo cho nên mình mới thấy mình thương, mình gần gũi được những cái người nghèo khó để mình chia sẻ cho họ tất cả những cái điều đó. Và mình biết mình nghèo thì dù cái chút nào đó, điều thứ tư là dù nghèo nào đó mình cũng vẫn chia sẻ với họ, chứ không phải là nghèo rồi mình ý mình nghèo mình không có cho. Thì vậy tự nhiên nó đổi cái cuộc sống của mình á, nó trở thành giàu có, chứ không có đâu xa, thưa quý vị. Thì đó là cái điều kiện mà cho chúng ta thấy nó như vậy. Thì giờ này xin thính Hòa Thượng. Đức Phật xin cảm ơn Địa Vị Hòa Thượng đã có những cái chia sẻ. Và thưa quý vị đó, như Địa Vị Phó Chủ tịch đã
chia sẻ thì chúng ta thấy là không có bất cứ một cái sự kiện gì nó xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà tất cả nó đều có những cái nguyên nhân. Từ những cái nguyên nhân chính yếu được sự trợ giúp của những cái yếu tố, những cái điều kiện mà thuật ngữ của Phật học gọi là duyên, nó đưa đến những cái kết quả. Những cái kết quả đó nó tương ứng với những cái hạt giống thiện hay là bất thiện. Nhưng những cái người mà hiện nay giàu có thể nói rằng là do cái chủng tử thiện mà họ đã gieo trồng. Và nếu những ai muốn sở hữu những cái tài sản vật chất để có thể có được những cái điều kiện cần thiết nhằm thực hiện cái hạnh bố thí, thì chúng ta hãy gieo trồng những cái hạt giống tốt như là bố thí, như là cúng dường, như là tu tâm dưỡng tánh vân vân. Tất cả những cái điều đó nó sẽ là những cái nhân tố hết sức là quan yếu để giúp cho chúng ta thành tựu được những cái ước vọng, trở thành một người giàu có trên thế giới. Trên cái mặt tâm linh thì Đức Phật dạy là chúng ta còn phải tự trang bị giới định tuệ. Chính giới định tuệ nó sẽ làm cho chúng ta trở thành một cái người giàu có mà có nhiều cái tinh cầu trên khắp mười phương thế giới cũng không ai có thể so sánh được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thỉnh Hòa Thượng Phó Chủ tịch có đôi lời chuẩn bị giải từ. A Di Đà Phật, cảm ơn nhiều vị Hòa Thượng. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay đề tài chúng tôi nói về đơn giản về giàu và nghèo. Thì thật sự ra cái giàu nghèo thì các vị cũng đã biết, cái nhận ở trong cuộc đời này. Khi mà các vị mà nhìn là cuộc sống này nè, biết mình giàu như thế nào, mình nghèo như thế nào, cái nhân và cái quả của mình thọ hưởng như thế nào đó, mình nhìn đã coi thử mình có lường gạt ai, mình có trộm cướp, thì mình biết rằng mình sẽ bị nghèo. Mà người nào nhìn thấy rằng mình có bố thí, mà có cái tâm rộng rãi, hiện tại sẽ giàu và giàu tương lai. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Cảm ơn A Di Đà Phật. Cảm ơn quý thưa quý vị đó, như quý vị biết, không phải là Đức Phật ngài nói suông, mà nếu quý vị đọc rải rác ở trên báo thì năm 1939-40 có hai mẹ con ở nhà kia ở ngồi bệnh viện ở New York. Rồi khi chuẩn bị vào bệnh viện thì cái cặp vợ chồng kia đi vội vàng cho nó rớt một cái cặp lại. Và sau đó vì mở ra thấy trong đó rất là nhiều tiền và giấy tờ rất là cần thiết, cho nên đã ráng ngồi ở bên ngoài để chờ người ta quay lại. Và khi trả lại số tiền đó thì đưa bà mẹ vô bên trong đó, thì nhưng mà bị lạnh quá cho nên viêm phổi, sau đó chết. Sau đó thì hai người kia mới nuôi đứa nhỏ chừng cỡ 5-6 tuổi đó, sau đến cái lúc mà thành tài. Quý vị một cái để lại, nó được một cái di chúc, để lại cái gia tài thật là đồ sộ, và cả một cái đứa con trai nữa. Có ký không? Thì cái cô đã ký. Quý vị thấy là làm phước đã được như vậy. Như là Đức Phật dạy, gieo nhân thì gặt lấy cái kết quả. Thì cảm ơn nhị vị Hòa Thượng và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, khi chúng ta hiểu được cái giàu như thế nào để được và nghèo thế nào để chúng ta bỏ, thì xin quý vị thực hiện, nó sẽ đem lại nhiều cái kết quả cho bản thân của mình. Thưa quý vị, xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.